Trên trời nó đầy lao chạy không chạy hay ha. Kiệt không như ăn hả? Để xin liếm, liếm thử không xin liếm thử liếm không ăn nữa không mẹ ngọt quá hả? Này phải đi. Có cái bọc phải có gì không, nhà có cái ly không, đây không có đâu, nhưng mà không có phải thôi trả lại cho ông nó ăn lại. Bỏ vào thùng cho ông nó ăn lại. Quay bố anh bạn tay thầy ông chơi đâu. Ừ, con quay, con rửa tay nha. Đừng chơi. Mới mua cái kéo ở ngoài kia xong. Thôi, đợi anh được nhô còn cho vô lại cho ông nó. Mẹ. Nhìn cái ông không đó. Không ngon. Ngọt quá. Đó. Xong biết nó ở đó. Mặt nguyên chất luôn nha. Mặt nguyên chất ăn tại dạng luôn nha. Nó trong đó. Dãy trên nhà hả? Bên trên Đà Lạt. Ở đi Ninh Quán Thành gì? Không, Thành nó ở trên Đắk Nông. Em đường đi đi Ninh Quán. Ừ, nhưng mà em không lên đó. Em đi lên chợ Đà Lạt thôi. Chơi hả? Đi có công việc tí xíu mà. Mẹ ơi. Con ong á, mẹ còn sợ con ong mà xin đi. Biết mờ không? Biết mờ không? Hả? Mà tao. Trời giống kẻ nằn à. Anh làm không? Còn cắt đây không? Giỏi ha, một mình anh Tín mà làm hết chương này, bao nay bao nhiêu đàn anh Tín? 600. Ghê, một mình giỏi vậy, một mình. Hôm nay bọn mình vung và chúng nó vác cho đã luôn. À. Rồi chị Hà chắc nhà con chăm mấy đứa hết giờ rồi, hết ngày còn đâu mà phụ ha. Ừ, chị Hà giờ đi ra ngoài ấy rồi, ra quê rồi. Quê rồi hả? Quê chốc nó vô, đến mai vô rồi để ngày mốt quay. Rồi mấy đứa nhỏ sao? Bữa nhỏ. Chưa ai đứa nhỏ đi, có làm còn nữa, Hùng với Hương người nhà thôi. À. Chà, không mạnh nha. Có coi không? Rồi, từ giờ chắc em... Chứ chà, nó đang... Ghê quá em. Em muốn được. Chứ cái là coi như là khỏi ăn tế luôn. Lâu quá không đi cho ông, nên giờ vô ông nó thấy là nó... Xịt. Nhưng mà nhìn tính bên chích nhiều quá quen đến ha. Nó buồn. Ờ lấy mũ đi. Phải khói, dùng khói bị ngói các bạn. Không dùng khói là chích ghê quá. Ông nó đang sung, đang mùa này đang có mạch sung. Nó đi làm mà tự nhiên bốc bay. Nó đi làm mà tự nhiên đớp đớp bốc bay. Đi làm đúng không anh Tết? À, ông đi làm hả? À. Đồ ăn cho nó khỏi tươi tóc rồi. Đã. Này. Sao từ đi 3 cây được cây này ngon. Ừ. Như kia vậy. Mệt này đâu. Ừ, ok, nói chung mệt nào cũng ok hết á, về nhà máy nó cũng xử lý. Bí nắp luôn ha, ngon luôn ha. Để bật trong luôn. Đã. Thơm phức luôn. Ủa còn chú Hoàng này có không biết đâu. Không biết chú Hoàng chị Tú ở quên cậu Bảy. Cậu Bảy biết. Không biết có nên không biết. Cậu Bảy nằm trên ngon mà. À. Phấn chạy được bao nhiêu hết. Không cũng đẹp chứ, ruột không à. Ruột cũng đẹp kìa, đấy. Ruột xấu. Nhưng mà em thấy mấy người ta nói là cái nuôi thùng kế, nhưng mà kế đâu phù hợp đâu đúng không Tết? Thùng kế làm sao mà di chuyển được? Toàn mấy tiến sĩ tào lao. Không được bao nhiêu phấn là... Đây em cũng thấy có mấy cái phấn gì đó, phấn cỏ đó. Phấn càng cua. Ít phấn quá à. Cua. Mệt không à? Ok, xả bớt đi. Vậy là mình về mình xả chứ, mình không xả cho này ha? Không. Nó xìm chỉnh chịu gì nói. Để như kia thôi. Trước quay xong đi. Ừ. Về biết được 3 tấn không? Ừ. Xả đi rồi. Được 3 tấn. 3 tấn mốt. Ừ. Quay đi được 3 tấn mốt. Bọn chúng thao mà nó vác cái đá luôn.
nó vắt thằng đơn nổi. Nặng quá hả? Xanh nhưng mà vắt thằng đơn nổi. Xanh nuôi nhiều không? 600. Sao mà chả thấy nó xì lên ta. Ông thì chả thấy đàn là xì hết. Lạnh quá chui xuống cho ấm. Biết có mỗi đàn ở góc đằng kia nó xì kìa. À. Thử gỗ. Thế ra đi coi đàn gỗ. Ừ. Coi đàn gỗ. Nhưng mà theo anh đến thấy thùng gỗ với thùng nhựa chứ cũng giống nhau rồi đúng không Tên? Giống nhau hết hả? Nhưng mà bền, độ bền thì sao? Bền hơn mà nhiều cái ống hay thì... À. Thế nhưng anh tính giỏi ghê ha, một mình quất 500 đàn ngon lơ luôn ha. Thấy quá trời luôn, tai mèo luôn. Lấy đấy, lấy ăn được. Lấy ăn đấy, để thổi cho nó chạy hết xuống đấy. Thấy. Cắt ăn đi. Lấy cái này cắt. Lấy cái này chét vô này. Ý thôi, ý thôi, để cho mấy nhóc kia nó ăn thử coi tai mèo, lần đầu nó biết tai mèo là gì. Ăn mật trong dai không à. Cú này nhờ. Ừ. Thu ơi Thu, ăn mà đau không Thu ơi? Ừ. Đấy, rồi, chân này được rồi. Ra cho nó ăn thử. Rồi, vậy là đẹp rồi. Quá ngon luôn. Bên này là 99% cà phê. Xanh nó để lại hết mà. Ừ. Người ta trả nó rồi. Còn mép.